Đấy, bây giờ anh em chúng tôi bắt đầu mổ cá này, ăn lẩu. Công nhận cá chép cá chấm đen này nó dày thịt thật. Người dày. Ôm cả con này nhỉ. Ừ. Người dao đi hả? Trong sạch đi. Bộ lòng này chắc to đấy. Lòng có chấm. Xem cái mật. Ui ôi. Lòng to quá. Béo chứ. Béo ấy. Ui ôi. Sướng nhỉ. Tí lấy bỏ vứt đi phí quá nhỉ. Để kiếm béo mới ăn được mà. Cắt, mày cắt cái mật cho anh xem. Đây, mật cá chấm đen này này các bác này. Đây. Nhưng mà cái này ăn được không dám ăn đâu, sợ lắm. Dài. Đấy. Mớ. Đấy, mật đấy. Vứt đi. Vứt đi. Vứt. Lòng ngon thế. Chỉ sợ nó ăn xong cái mật là nó cái mật nó đổ vào lòng ấy. Chỉ sợ thế thôi. Bóc cái man vâng, đây là các loại gia vị này các bác này. Đấy, thì là này, hành này, cà chua và khế, xả. Tí nữa là chúng tôi sẽ để nguyên con cá vào trong cái chậu này nhá. Nghĩa là để nguyên cả con đấy. Đấy. Vì nó to quá nên không có nồi nào vừa, phải chơi vào chậu luôn. Đấy. Mang lên nhà rửa. Đi bao mấy gì? Đấy, các bác có thể thấy là hồ Đà Vị của chúng tôi rất là đẹp này. Đấy, nhiều địa điểm câu lắm. Đây kia bên kia có thằng em đang ngồi câu này. Đấy. Đây này, tí nữa mổ rửa cá ở đây, tí nữa nó cá nó thấy mùi tanh là nó vào nhiều lắm. Nó là cái bọn cá mương. Đấy, anh em chúng tôi mới ăn lẩu ở cái chậu này. Đấy. Siêu to khổng lồ. Đấy, xong là nhấc con cá sang đây luôn. Nhấc con cá sang đây trước đi. Cái mình to lên. Đấy. Bỏ múi cau cau được rồi.
Đấy. Vừa rồi. Để cuốn để vào. Ờ đấy. Đấy đúng rồi. Chẳng là bơi trong cổng. Đây có mấy cái. Một cái gì đấy. Bỏ rồi. Mật nguy hiểm lắm ấy. Cậu Ngân có hôm kia không cho vào rượu ba không mình không mấy nha. Chờ bây giờ không ở đây rồi. Có thay không? Thay không? Thay rồi. Biển nó hồi sức kích cực à. Hồi sức vào bây giờ ruột. Không nghe cũng cãi. Tham nghe. Tham nghe xin lít được. Quá láo. Ở biết cả quá láo. Đét thiệt. Phần nào mà tí đấy còn vô vị trí. Ừ. Cắt dài không? Không không. Cắt khoảng độ nửa phân thôi. Kê lên kê kê. Nửa phân thôi. Kê kê lên kê kê ấy kìa. Ú, được một miếng gai này. Tắt cái điện thoại rồi đó. Miếng gai mới chứ chứ mẹ. Kê lên cái ấy kìa. Anh ấy, đổ nước rồi. Đấy, cứ đổ đi. Đặt tiền. Được rồi, cho vừa thôi. Đấy, các bác nhìn thấy ngon chưa? Bên lay vừa mang này. Đấy. Đấy mà tôi bỏ cái này ra. Nhìn ngon chưa các bác? Đấy. Có ơi. Ốc vào này mà thốc nữa. Thôi đặt lên cái bếp ga kia đã. Đặt lên bếp ga kia. Lấy cái vung nhỉ. Mầm. Như là mày xin đặt với lâu. Cái mâm lúc nãy. Đấy. Tráng đây đặt lên là được. Quá. Đấy các bác nhìn thấy ngon chưa? Quá. Sướng luôn mà luôn. Sướng luôn nhỉ. Này, cho vặn cái này ra cho một ít. Đấy. Đó luôn nhỉ. Không gì chính á. Mà thôi thì hết bên bên về. Đây. Cho một vừa thôi. Tí nhạt cho thêm. Đấy, cho ít mì chính. Được rồi, cho ít thôi. Buộc tay à? À hình như anh có tí bông ở trong cặp ấy. Tay mày ông mua là gì? Đấm bắn đấm binh thôi này. Chào 500 anh em nhé. Ôi. Ôi hả? Khói thế. Ơi các bác nhìn ngon chưa? Đấy. Đặc sản đấy. Đậy cái vung vào em ơi. Đậy vung vào chưa chín đâu. Đậy vào. Này là cái lơ, khoái lơ, lỗ ba lơ. Yếu này lơ. Lính đâu phải để mai. Tao mới chỉ là buồn luôn này mà. Sẻ thao văn binh có phải để mai đấy. Mình biết là phải mua lơ. Mình đi đâu phải mình chết mà dưa mà chết mẹ. Mẹ bảo lâu á. Nó sẻ văn binh có phải để mai đấy. Không á, sẻ không á. Hôm nay là sẻ thao văn binh có phải để mai.
Alo, 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 alo. Ôi, mở hết hơi bây giờ. Đừng mở ra nữa. Ôi, còn gì nữa. Chuyệt chín. Cái mày định không ăn à? Chuyệt chín không? Cho thằng kia rồi. Thằng kia nó gọt xong cái kia là chín đấy. Là đúng chuẩn lên sới. Vâng, thế là anh em chúng tôi bây giờ bắt đầu thưởng thức cá này. Đấy. Cho ít ra thì là mới hành rồi cho thơm. Lấy cái sẻ cũng được. Lấy cái sẻ. Như thằng đầu bếp của Dubai như này nó rắc như này. Kiểu Dubai. Cho đậu vào đi. Cho một nửa đậu vào. Cho vào chỗ có nước ấy. Đấy đúng rồi. Thái động, thái mỏng ấy nhỉ. Được rồi. Ngoài ăn chuẩn rồi. Không lo đảm tao phân bếp. Thái bị bỏ là biết đâu. Tao phân tới đây em ạ. Mà chùi bắn thơ thích mơ hả? Tao bỏ nó. Cái inox đây. Nghe này thôi. Rồi hôm nay anh em xuống thăm đại gia bằng đại gia cá. Hôm nay anh em cắt cơn chấm đen. Đấy. Mấy không làm tiết cay à? Không. Có quyền nữa. Cầm mấy cái này, cầm mấy xuống đây bắt cái canh lợn ra mà. Đây, cái cả. Ui, thử phát được à. Ngon. Có nhiễm chú yếu. Cái này là ngon mà ăn nổi với miếng. Sao ăn mày nghe được không? Cái nào? Bắt chưa? Nước hơi nhạt tí nhờ. Thôi, tự nhà nhá. Nhạt quá. Chú Hảo ơi, đi gì mày? Dưới ơi. Cái áo con thì cho hết rồi, ui thử miếng cá này. Ôi xin phép anh em làm miếng cá trước nha. Ngon lắm. Ngọt cả đấy. Cho rồi. Ngon lắm. Ui giời. Cho anh em ơi, năm hết Tết đến anh em mình đồng khởi một cái để chúc mừng đại gia đình cái nhỉ. À, còn mấy hôm nữa sang năm mới rồi. Xin chúc đại gia đình YouTube nhà mình sang năm mới mạnh khỏe nhá và kiếm tiền nhiều như bà Tân Vlog. Ôi giời. Ngon lắm. Thịt cá này cũng nhận ngọt. Ngọt thật đấy. Ngọt lắm các bạn. Nước này ngọt. Nó điền sáng là thế tin lòng có leo. Ừ, cái hải vị đấy. Ừ, mày ra nó hải vị quay trực tiếp nó chậu ra.
Anh em mình đồng cười một cái nữa nhỉ, chúc mừng sinh nhật thằng em gái nhỉ. Đây hôm nay sinh nhật thằng em đấy. Vâng, và cũng nhân dịp đầu xuân năm mới chúc sức khỏe tất cả các anh em YouTube nhá. Chúc anh em sang năm mới luôn luôn mạnh khỏe và kiếm được nhiều tiền đấy, kiếm được nhiều tiền YouTube, kiếm được nhiều đô la hơn. Vâng, xin mời. Anh em không có tâm đâu, có xương cá xỉ răng đấy. Vâng, và video của tôi hôm nay xin phép đến đây là kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bác ở các clip lần sau nhá. Vâng, xin chào.